Mà làm ở trên đó được thì làm, không thì về đây đi, đó. Về làm rẫy rồi phụ ba mẹ làm. Chứ mấy năm trời mà thấy con bèo dèo quá à, nhìn con chú với lại nhìn con á, thấy ớn quá. Dạ, thì con làm ăn xa cũng bình thường thôi nên kiếm được chút chút thôi à. Lúc này còn đi xe quay tàu nữa hả? Dạ còn chú. Dạ. Bởi vậy con chú bây giờ lên chức trưởng phòng rồi. Một chút nữa nó lái ô tô và nó chở chú đi chơi nè. À, con có đi thì chú cho quá gian đi chơi ha. Dạ. Đi vô cho nó biết mùi ô tô với người ta chứ. Ba. Ủa kìa, nó về rồi kìa. À, vô đi con. Ủa chị Linh, nhà chị gần đây hả? Ủa cô biết nhỏ này hả? Sếp con dễ cho con ứng nửa tiền để mua chiếc xe đó ba. Dễ cho con ứng nửa tiền để mua chiếc xe đó ba.